Kính thưa Thánh của Chúa, cảm ơn Chúa vì chúng ta có nhiều điều để ca ngợi, cảm tạ Chúa, cũng như là cầu thai cho anh em của chúng ta ở khắp các nơi. Và trong dịp tiễn này, thì tôi trình bày một phần nữa chuyến đi Bùa Linh phía Bắc mà Chúa đã ban cho tôi cùng ông Mục sư Giảng A Bảo trong những tuần lễ vừa qua. Xe của Tổng hội đã chạy từ thành phố và đến ngày 20 tháng 11 thì đến thành phố Vinh, và họ đã nhóm lại thờ Vương Chúa với Hội Thánh của Chúa ở tại Hội Thánh Hưng Đạo. Và cảm ơn Ngài, qua đến chiều 20 thì chúng tôi bắt đầu gặp nhau, và sáng 21 thì chúng tôi đến gặp chính quyền ở tại Tuyên Quang. Và sau đó ngày 22 thì tôi đi vào Hội Thánh Vàng On 2. Cảm ơn Chúa vì anh em ở đây lo cho chúng tôi rất là chu đáo. Dầu đường đi thì rất là khó, nhưng mà anh em hết lòng lo cho chúng tôi. Và Hội Thánh Vàng On 2 đã nhóm lại vui vẻ. Và cảm ơn Chúa vì cớ Chúa đã làm cho Hội Thánh nhận được rất nhiều phước hạnh qua bài giảng Bùa Linh, bài thuyết trình về chân lý và tà giáo, bài thuyết trình về phong tục tập quán đúng theo Kinh Thánh, và bài thuyết trình về tảo hôn, hôn nhân cận huyết và hôn nhân đồng tính. Và trong lần này đó, tôi cảm ơn Chúa nhiều nhất là bài về hôn nhân cận huyết. Anh em Hồ Môn nói rằng cùng họ thì không được lấy nhau, dầu chẳng biết gì nhau hết đó. Họ vàng không được lấy họ vàng, họ vàng phải lấy họ mùa, họ khác. Nhưng mà khi hai người khác họ, đôi lúc họ lại cho anh em, bà con cô, con cậu. Thế là họ lấy gia đình, lập nhau và cận huyết. Và khi tôi trình bày điều đó, anh em sai rồi. Anh em đã lập gia đình với người bà con quá gần của mình, và lời Chúa không cho phép. Và ai cũng biết điều đó sinh ra rất nhiều bệnh tật. Và tôi thấy có người khóc. Có một cô hỏi tôi là: bây giờ thì con đã lỡ lấy rồi, con phải làm sao? Ồ, và tôi thấy vấn đề đó giữa họ bây giờ trở thành một vấn đề quá nặng nề. Con cô, con cậu, con chú, con gì khác họ, nhưng mà là anh em với nhau, anh em rất rất gần. Và họ đã lấy nhau, sinh nhiều bệnh tật. Và không dễ để mà thay đổi điều đó. Vì một người lớn tuổi nói với tôi là: ông mục sư đến đây và dạy khác hẳn với chúng tôi. Ông mục sư nói rằng khác họ vẫn được lấy. Khác cùng họ vẫn được lấy. Khác họ là không được lấy. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi tôi giải thích, anh em bắt đầu hiểu và họ bước lên ăn năn, rồi hứa nguyện là từ đây về sau không làm nữa. Nhưng mà điều khó không phải tất cả. Nơi nhiều nhất được 60%, có nơi thì không một người nào chịu hứa nguyện. Xin tiếp tục cầu nguyện cho họ. Và cảm ơn Chúa, ở đây Tuyên Quang chúng tôi nhóm lại ở tại nhà nguyện Ngạn On 2 và cũng cầu nguyện chữa lành cho nhiều người. Sau đó thì vì cớ tỉnh Hà Giang không cho phép chúng tôi gặp gỡ anh em, cho nên chúng tôi đã đi để cầu nguyện cho các điểm mà chúng ta chưa có. Ở đây là huyện Mèo Vạc, sát biên giới với Trung Quốc. Và chúng tôi tìm hiểu về đời sống người dân tộc Mông. Đây là căn nhà cổ của họ. Cái cổng nhà là đơn sơ như vậy. Và đặc biệt trong nhà của họ thì trong khu vực của họ thì có nhiều nhà gọi là nhà trình tường, tức là nhà bằng đất, mà không phải bằng đất như miền Trung, có nghĩa là đất chỉ dày khoảng chừng một tấc, ở trong đó có rơm hoặc là tre. Đất này đó có thể dày đến 4-5 tấc, có thể chạy trên đó luôn một cách dễ dàng. Và trời nóng thì trong nhà rất mát, mà trời rét thì trong nhà rất ấm.
đặc biệt của nhà Trình Tường. Và họ vẫn còn đang sống đời sống rất là đơn sơ, nhưng mà cảm ơn Chúa vì hội thánh của Chúa phát triển. Rồi chúng tôi lại tiếp tục đi đến cái đèo mà tôi kể là cái đèo nguy hiểm nhất của Việt Nam, đèo Mã Pí Lèng. Và đèo đó là đèo mà một ông trong chính quyền Hà Giang nói với tôi đùa: rớt xuống đèo đó thì vẫn còn thời gian gọi điện thoại báo tin gia đình. Nó cao sâu vô cùng. Và hiện nay đã có được cái bờ bao bên ngoài. Trước đây thì không có gì hết, trợt một cái là đi luôn. Tôi cảm ơn Chúa vì đường khó khăn, nhưng mà người lái của chúng ta lái vững vàng và mọi sự tốt đẹp. Rồi sau đó chúng tôi cũng đến Lũng Cú để cầu nguyện cho nơi đó, vì nơi này chúng ta chưa hội thánh bao giờ. Và đây là cột cờ ở phía Bắc Việt Nam. Chúng tôi cũng đến cao nguyên đá Đồng Văn. Nơi đây thì sức sống của con người rất là kinh khủng, đá không. Và họ gánh đất nhỏ nhỏ đó lên trên những hòn đá đó. Nơi nào nó được tạo được cái hộc, họ bỏ đất vào, rồi bỏ vài hạt ngô vào để lên một cây ngô. Hồi đó không có bắp anh em nha, chỉ có ngô thôi. Và anh em thấy trên hình ảnh đó, tôi đùa, trên hình ảnh đó, những cái cây ngô cũ đó, họ phải gom nó lại để khô, để làm củi, vì không có củi chụp. Thân ngô mà chất lại rất là kỹ càng. Và đến tối thì chúng tôi đến ở tại Xín Mần. Và cảm ơn Chúa vì chúng tôi được cầu nguyện cho ba người mới tin Chúa. Ông mục sư Sùng Văn Giáo đã đem họ đến với Chúa, phải tôi. Nhưng mà được cầu nguyện với họ để thông công với họ thôi. Và tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm vì anh em rất là vui. Và chúng tôi đang hy vọng một hội thánh mới sẽ được mở tại đây. Và ngày hôm sau thì chúng tôi gặp các nhân sự của mình, các anh em học với Chúa với mình. Và cảm ơn quý vị ân nhân đã gửi cho quần áo cũ hoặc là gửi cho quà Giáng sinh để tôi trao lại cho họ. Và thật là vui. Ngày hôm sau nữa chúng tôi đi gặp chính quyền ở Bắc Hà, Lào Cai. Và sau đó chúng tôi đến thăm biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Phía sau lưng của thầy Hữu là Trung Quốc, chỉ cần lội qua sông thôi. Và lội qua sông thì rất là dễ vì sông cạn. Rồi sau đó tôi đến Hội Thánh. Ngày 26 tôi đến Hội Thánh. Và có một người nào đó rớt một cái túi đinh xuống ở dưới đường. Bánh xe chúng tôi nhận được tất cả là 20 mấy cái đinh đâm vào. Và trở ngại thế nào nó cũng phải có thôi. Nhưng mà đến đó thì rất là ấm lòng, vì anh em ở Hội Thánh Nậm Hán thì lo cho chúng tôi. Họ đi bằng bốt thì họ đi tương đối dễ trong trời mưa buồn. Nhưng mà chúng tôi thì đi khó lắm. Đến nỗi mà cháu Ân còn phải có người dìu mà mới đi được. Còn tôi thì phải hai người dìu. Tôi bị anh em cặp kè hai bên đưa đi, điệu đi đâu đó tôi phải đi theo đó thôi, không dám đi sai. Cho nên nhưng mà cảm ơn Chúa vì cớ rất là vui được đến những nơi như vậy. Và Hội Thánh ở đây Nậm Hán, nơi mà chúng ta đã giúp cất trước đây, bây giờ anh em nhóm lại vui vẻ. Tôi chỉ tiếc là anh em chưa có tiền để sơn phết lại. Và chúng tôi đang thảo luận với nhau việc đó. Hầu cho anh em sơn phết lại, rồi chúng tôi cùng với nhau thờ phượng Chúa ở đây. Và cảm ơn Ngài vì cái hệ thống của phòng Zoom của chúng ta thuộc giáo khu Lào Cai nằm ở đây, cho anh em có màn hình để theo dõi bài chia sẻ, bài thuyết trình rất là dễ dàng. Và tôi cảm ơn Chúa vì anh em vui lắm. Và chúng tôi cũng đùa giỡn với nhau và tạo được tình thân ở trong Chúa. Rồi nhiều người đến xin cầu nguyện, và chúng tôi cùng cầu nguyện với họ, rồi cùng với nhau một tấm hình rất đẹp để cùng cảm tạ Chúa. Sau đó đi Lào Cai, và trời mưa phùn, trời mờ vô cùng. Tôi chụp hình này thì còn tương đối sáng, nhưng mà đến đó thì thấy cơm lam, tức là cơm móng tre đó, với muối mè là chúng tôi thấy đủ rồi, không cần gì khác. Và cảm ơn Chúa vì cơm lam, muối mè
thì rất là vui để ăn. Và chúng tôi thờ phượng Chúa trực tuyến vào Hội Thánh vào ngày 27 trong khách sạn. Chúng tôi thực hiện đúng như điều chỉ dẫn ở trong chương trình. Ai đứng thì chúng tôi cũng đứng, ai dâng tiền tôi cũng dâng tiền. Rồi chúng tôi cũng mang tiền dâng về dâng cho Hội Thánh, giao cho thủ quỹ Hội Thánh rồi. Nên tôi cảm ơn Chúa vì cớ chúng tôi được nhóm Hội Thánh. Và chúng tôi gặp chính quyền ở Lai Châu ngày hôm sau đó. Và Lai Châu cho chúng ta được gặp anh em tín đồ chúng ta lần đầu tiên, lần đầu tiên. Và lần này thì rất là vui. Và bà trưởng phòng tôn giáo nói với tôi là: thưa mục sư, tôi còn ở chức vụ này lúc nào thì tôi bảo đảm với mục sư rằng chúng tôi để ông mục sư đến gặp anh em, vì ông mục sư giúp anh em rất nhiều trong nhiều vấn đề. Bà nghe đâu đó bà biết điều đó, và tôi rất là mừng vì cỡ hiểu được chúng ta để cùng chúng ta lo công việc Chúa. Rồi tôi đến Hội Thánh Ngà Trồ. Anh em thấy chúng tôi ở trên núi và mây ở dưới núi và biển mây ở dưới đồi, ở dưới thung lũng, đẹp vô cùng. Và tôi lừa anh em, tôi nói rằng tôi lên núi và gặp biển trên đó. Anh em thấy giống biển ha? Và cũng có con cá dài nó đang bơi, anh em thấy không? Cái này là cá khủng quá phải không? Nhưng mà anh em thấy núi mây nó che cả núi. Và anh em ở các nơi nói với tôi rằng không ngờ Ngà Trồ lại có quang cảnh đẹp quá sức tưởng luôn. Và tôi cũng đồng ý như vậy. Đẹp đến nỗi mà chụp hình thôi thì đủ tốn thì giờ rồi. Ai cũng muốn ngừng lại chụp cả. Mà điều dù lúc không chịu xuống, không chịu ngồi trên xe chụp, phải xuống tận ở dưới để chụp. Và tôi cảm ơn Chúa vì bây giờ chúng tôi có cả ngàn tấm hình đẹp vô cùng. Và tôi cảm động lắm là vì mục sư Giang A Sáu, phó quản nhiệm giáo khu ở đây, cùng với anh em đã tạo thành một cái hàng rào chào mừng chúng tôi. Vì họ vừa chào mừng chúng tôi, họ vừa cầm micro họ hát rất là lớn. Và tôi cảm ơn Chúa, hát vang động núi rừng ở trong Chúa với nhau. Điều đó đẹp quá sức luôn. Chúng tôi làm lễ bổ chức cho ông mục sư Giang Văn Sáu. Bà không đến được vì bà mới vừa sinh xong, và ông mục sư vừa ở mùa. Và tôi cảm ơn Ngài vì đệ tử của Chúa đã trung tín hầu vị Chúa, và người giúp đỡ để hai vị tân mục sư đầy ơn của Chúa hầu việc Ngài kết quả càng hơn. Và tôi cảm ơn Ngài vì Hội Thánh đã nhóm lại rồi, Hội Thánh cũng đã dâng mình cho Chúa, hứa nguyện thực hiện lời của Ngài, và xin giúp đỡ anh em để anh em bắt đầu cuộc đời mới cho Chúa. Từ ở Hội Thánh Ngà Trồ nhìn thật xa, anh em thấy có mấy chấm chấm trắng trắng đó, đó là nơi ở của người La Hủ. Và đệ tử của Chúa thầy Sùng A Cải ở đây, ở ngay chỗ cái chân của cái đó, điện đó, thấy cái điểm kia trắng trắng đó thì tôi nghĩ là gần lắm. Tôi hỏi thầy là thầy phải đi từ đây đến đó, thầy đi theo cây số là bao nhiêu cây số? Nó dạ 50 cây số. Tôi sững luôn. Nhưng mà họ đi vòng núi, vòng. Và đến đó thì không có đường nữa, mà chỗ nào cũng là đèo. Đèo liên tục, núi này qua núi khác. Và thầy đứng lo cho La Hủ, và đã có được một vài người tin Chúa rồi. Xin Chúa cầu nguyện, xin Chúa ban cho, để có thêm nhiều tin Chúa nữa. Và chúng ta nhớ, anh em chúng ta, vì cơ anh em ta đang rất cần để được cầu nguyện. Và tôi sẽ ngừng lại phần làm chứng về chuyến đi đến đây thôi. Còn những điểm khác tôi xin qua tuần sau. Bây giờ chúng ta nhớ cầu thai cho thầy Inio Eban và Tang Quyến vì cô đã về nước Chúa. Xin Chúa an ủi cô Cử So Tuyên và Tang Quyến vì thầy đã về nước Chúa. Xin cầu nguyện. Xin Chúa chữa lành và tiếp trợ cho cháu Đinh Du Xuê và cháu Đinh Văn Duy dân tộc Hòa Rê bị tai nạn xe đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Bà Rịa Vũng Tàu. Xin cầu nguyện cho cháu Ngọc Vi, con của thầy Gia Minh bị bỏng. Xin cầu nguyện cho cô E Hờ Tang bị quỷ ám. Và chúng ta đặc biệt nhớ cầu nguyện tiếp tục cho con dân của Chúa người Hờ Mông, người Thái,
người Khơ Mú tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong thuộc tỉnh Nghệ An vì họ chưa được sinh hoạt tôn giáo bình thường theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Chúng ta cứ cầu nguyện miết. Nhưng mà câu Kinh Thánh mà tôi dùng sáng hôm nay không phải là một câu Kinh Thánh cầu xin nữa, một câu Kinh Thánh ca ngợi. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất ân ban cho người. Nguyện Chúa ban bình an cho tất cả dân sự của Ngài. Bình an đi được thờ phượng Chúa, đi được thờ tin cậy Ngài, để được sinh hoạt đạo cùng với anh em, để được cất nhà nguyện. Bình an để được sống đời sống đạo đức giữa trần gian đầy tối tăm này. Xin giúp đỡ chúng ta. Kính mời Thánh đứng dậy chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều vì chuyến đi quá tuyệt vời mà Chúa ban cho mục sư Gia Bảo và con cùng với các đầy tớ của Chúa miền Bắc đi với chúng con, cùng với thầy Hiểu, thầy Ân trong việc lái xe. Dù có một vài trở ngại trên đường đi, nhưng mà mỗi bước chúng con thấy Đức Chúa Trời chăm sóc đến nỗi con không thể nào hết lòng cảm tạ ơn thương xót của Chúa, tràn ngập sự vui mừng. Dù thân thể mệt mỏi, nhưng mà tấm lòng thì thật là phước hạnh, vì thấy Chúa thương hội thánh là giường nào, Chúa chăm sóc hội thánh giường nào, và Chúa lo cho hội thánh của Chúa không kể xiết. Con cảm ơn Ngài. Con cảm tạ Chúa về hội thánh của Chúa ở tại giáo khu Lào Cai, giáo khu Tuyên Quang, giáo khu Lai Châu. Và anh em con yêu mến Ngài, và nhất là giáo khu Lai Châu, con mừng lắm vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm chúng được đến thăm anh em. Con cảm ơn Ngài vì đệ tử của Chúa, ông mục sư Giàng Văn Sáu, Giàng A Sáu, mục sư vừa A Mua, được chính thức bổ chức để hầu việc Ngài giữa hội thánh của Chúa ở tại vùng cao. Hãy giúp đỡ cho anh em con đầy ơn quyền của Ngài, hầu việc Chúa càng kết quả. Và những người đã dâng hiến đời sống mình hầu việc Chúa, thì hỡi Chúa xin giúp đỡ cho, để rồi với ơn của Chúa ban cho, mà những người đã dâng hiến đó, thì hứa nguyện đó sẽ giữ lời hứa nguyện của mình, để đừng tảo hôn, để đừng hôn nhân cận huyết, hôn nhân đồng giới. Hỡi Cha giúp họ để họ sống đúng theo lời Chúa, nhất là bài của ông mục sư Bảo, giúp cho họ về chân lý về tà giáo, họ nhận biết tà giáo để không bước theo tà giáo mà bước theo trung thành với Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện Chúa cho những khu vực mà chúng con hiện nay đang đã đi và cầu nguyện, Mèo Vạc ở tại Lũng Cú, ở tại Cao Nguyên Đá Đồng Văn, ở tại Yên Minh, hỡi Chúa nhiều nơi lắm, và con xin với Ngài, xin Chúa lập hội thánh của Ngài ngay tại Sapa cũng vậy. Hỡi Cha, xin làm việc lớn lao của Ngài cho hội thánh của Chúa, và xin cứu đồng bào chúng con bởi lòng nhân từ của Ngài. Con cũng cầu nguyện với Chúa cho một khu vực mà đệ tử của Chúa mục sư Sùng A Cải đang lo ở một cái vùng rất là xa cho người La Hủ, ngày cho anh em con đã tin Chúa, hai ba người sẽ đứng vững, rồi anh em con sẽ tiếp tục mạnh mẽ nữa, đứng vững trong Chúa, hầu việc Chúa càng lúc càng hơn, để danh Chúa được vinh hiển vì hội thánh của Chúa được thành lập tại đó. Chúng con cảm ơn Ngài. Cha ơi, con cầu nguyện với Chúa thật nhiều cho hội thánh mới mở ra tại Sinh ngay tại thị trấn, ngày cho anh em con vững vàng để hầu việc Chúa và lập hội thánh một cách mạnh mẽ. Chúng con cảm ơn Cha. Cha ơi, con cầu nguyện với Chúa cho thầy Đinh Văn Duy và Đinh Giô-suê hiện nay đang cấp cứu ở bệnh viện, xin Ngài chữa lành cho họ bởi lòng thương xót lớn lao của Ngài, vì nếu không có Chúa giúp đỡ thì không thể nào họ được chữa lành. Hỡi Cha, xin giúp họ. Cầu nguyện xin Chúa an ủi thầy Inio Eban vì cớ cô đã về nước Chúa, xin an ủi cô Cơ So Tuyên và Tang Quyến vì thầy đã về nước Ngài. Xin cầu nguyện xin chữa lành cho cháu Ngọc Vi, con của thầy A Minh, cô E Hờ Tang bị quỷ ám. Và con đặc biệt cầu nguyện với Chúa cho các đệ tử của Chúa, con dân của Ngài đang ở tại Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong. Anh em con theo Chúa và đang bị trở ngại đủ việc hết,
vì những người địa phương, những chính quyền địa phương, những người không biết việc, những người làm theo ý thích của mình mà không làm theo lương tâm, luật pháp, và làm cho hội thánh của Chúa gặp nhiều khó khăn quá. Xin Ngài cứu anh em con, Ngài cho anh em con cứ kiên cường đứng với Chúa. Và lời hứa của Chúa, khi thiên sứ phán bảo ân ban cho người, thì Ngài cho chúng con được ân ban từ Chúa. Để ân ban một cách kỳ diệu từ Chúa ban cho, thì cho chúng con không những sự cứu rỗi, mà cho chúng con cả sự an bình trong Chúa. Để chúng con bình an thờ phượng Ngài, bình an nhóm lại với anh em con để truyền giáo, để truyền rao tin lành cứu rỗi của Ngài cho người khác. Bình an để thành lập hội thánh của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Hỡi Cha, xin ban phước giúp đỡ chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mời thánh an toàn.